chiều cao mà hiện tại Việt Nam mình vẫn chưa dám xây dựng cây cầu với chiều cao như thế này. Cái chiều cao từ mặt cầu đến dưới nước biển của cây cầu này là 50 m. Vào thời điểm thủy điện cao hiện tại, cây cầu lớn nhất Việt à cây cầu mới nhất mình đang làm là cây cầu Bạch Đằng ấy. Quý vị cũng biết là đi làm cái cây cầu này, cái sợ nhất của nó là gió. Và cũng một cái điều rất là may mắn cho Quảng Ninh và Hạ Long, đó là Hạ Long thì nó nằm ở giữa một khu vực vịnh và gió của nó được chắn rất nhiều bởi các cái ngọn núi nhỏ ở ngoài biển đấy. Thế nên là cái lượng gió ở trong này không quá là cao. Thế nhưng mà vào những cái dịp bão nhá thì người ta sẽ cấm cầu bãi cháy này, không cho người dân đi qua, vì đến một cấp gió nhất định ấy, thì là sẽ cấm xe gắn máy. Còn nếu như mà đến cấp gió lớn ấy, thì cấm cả ô tô luôn. Thì cây cầu này vị trí nó rất là cao. Đây, từ đây là quý vị có thể nhìn thấy rồi đấy. Đang cao hơn rất nhiều các khách sạn đấy. Cái này là quý vị mới thấy được rằng là độ cao của cây cầu nó lớn như thế nào. Và cây cầu này thì hai nhịp dây văng này 450 m, một tuyệt tác của người Nhật. Sau khi mà xây dựng cây cầu này hoàn thành vào năm 2007 là UNESCO họ đã cảnh cáo mình rồi. Và cây cầu này á, thì khi mà xây xong ấy, thì là bên Nhật họ có một cái quyền lợi nhỏ đối với cả Việt Nam mình, là quyền lợi được khai thác các loại hải sản ở trên biển Việt Nam. Đó. Đấy là một trong các quyền lợi của người Nhật. Và cái quyền lợi đấy là kéo dài trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm. Bởi vì thực sự là người Nhật thì họ không bao giờ làm cái gì lỗ vốn cả. Với một đất nước như là người Nhật thì sẽ không bao giờ họ làm lỗ vốn, họ làm nó phải là chuẩn đủ vốn cơ. Và cây cầu này thì là theo như là cái người ta bảo rằng là cây cầu này là đã có một vài người là hy sinh trong quá trình xây dựng cây cầu này rồi. Bởi vì cây cầu này thì nó xây nó treo leo giữa hai cái mỏm núi mà rất là nguy hiểm. Bây giờ thì cả đoàn sẽ đang tiến về cái khu vực chính, đó là khu vực của Bảo tàng Quảng Ninh. Cái Bảo tàng Quảng Ninh này thì quý vị có thể gọi tên nó là với một cái tên dài hơn một chút là Bảo tàng Than Quảng Ninh, bởi vì nó làm theo hình của một viên than, nó làm giống như viên than Kíp Lê ấy. Quý vị xem, ngoài là bằng kính, thế nên là vào hôm nào mà trời sáng là quý vị nhìn nó như một viên than, nó phản ánh sáng lại đấy. Đây chính là cái sự độc đáo của Bảo tàng Quảng Ninh. Và ở bên Quảng Ninh này thì bên Hồng Gai này là họ có một cái nghề, đó là nghề làm nước mắm. Và cái nước còn phía bên này đây là cái sự khác biệt giữa Quảng Ninh và Đà Nẵng này. Bởi vì là Đà Nẵng thì họ cũng là một thành phố biển cực kỳ phát triển, nhưng mà Đà Nẵng có một cái điều là gì ạ, là du lịch và khách du lịch và dân cư ấy thì họ sống chung với nhau, nên là cái tình trạng kẹt xe nó rất là nặng nề. Nhưng mà ở Quảng Ninh họ chia ra rõ ràng là cái khu vực bên quý vị ở đấy, bên đấy là chủ yếu là phải dành cho khách du lịch. Tất nhiên là dân thì vẫn phải có bình thường, nhưng tỷ lệ dân ở bên đấy rất là thấp, và chủ yếu là dân ở bên này hết, vì để đảm bảo là tách biệt ra, gọi là tách biệt để cho một nhóm cư dân là phục vụ du lịch là chính thôi. Còn bên này bây giờ thì sau khi đi cuối con đường này, quý vị sẽ bắt đầu đi vào cái con đường biển, à cái con đường bao biển, tên của nó là đường Trần Quốc Nghiện. Và cái con đường bao biển đấy là con đường bao biển đẹp nhất ở Việt Nam. Không thấy thế bật giờ, bởi vì cái chu đồng hồ này nó sẽ hiển thị giờ mà. Hôm nay chắc là họ chán không bật. Thế nếu đúng là cái, dạ đây là cái chu đồng hồ đấy, nó những cái mặt màu đen kia nó chính là những cái màn hình để hiển thị giờ các quốc gia đấy. Cao nhất là hiện giờ của Việt Nam. Và trong tham quan, và quý vị giúp cháu là di chuyển theo cháu Dũng để cháu giới thiệu quý vị về các cái khu vực ở phía bên trong của. Evelyn.